cho mấy bữa nó rung rung luôn á, cả đêm luôn á mấy bữa này. Tối hôm rồi y như họ thả chi, thả bơm đùm đùm hai quả lặng luôn. Như tối nó cỡ hai ba cái nữa cái chi không còn. Nó nhà cũng nhà xây cứ cố cũng phải nứt. Nhà xây với thùng 1 và thùng 2. Thùng 2 thùng 3 gì đó nứt hết. Mình đang chuẩn bị ngủ mà nghe đục đồng lên, em mà có sự cố chuyện bị chạy.